Nếu chúng con không hiểu biết về Ngài, không nhận biết về Ngài một cách rõ ràng, thì chúng con luôn luôn bất phạm về lời của Ngài, về cớ của Ngài chơi. Và chúng con cũng bất phạm cùng anh chị em chúng con để xin Ngài cũng thương xót chúng con, dẫn dắt chúng con đi trong đường lối công bình của Ngài chơi, bởi vì Ngài đã gắn tội lỗi cho chúng con. Và sự thương xót của Ngài, Ngài quá lớn trong đời sống của chúng con. Chơi thì xin Cha cũng cho chúng con nhận biết Cha một cách rõ ràng nữa, để chúng con vâng phục làm cho mọi điều Cha dạy bảo Cha ơi. Xin Ngài cũng ban Đức Thánh Linh của Ngài đầy dẫy ở trong lòng chúng con, để Đức Thánh Linh ấy cũng ấn chứng trong ngày cứu chuộc, ngày cuối cùng để chúng con gặp mặt Ngài Cha ơi. Amen. Vẫn xin Ngài cũng chúc phước trên đời sống của anh chị em chúng con, bà con của chúng con và những người xung quanh đây, để họ cũng nhận biết chúng con là con cái của Ngài, để họ tôn vinh và ngợi khen Ngài Cha ơi. Bởi vì họ cũng là những tạo vật từ nơi Ngài mà ra Cha ơi, chúng con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm Cha ơi. Xin Ngài thương xót đến chúng con. Nếu Ngài chấp tội thì nào ai đứng được trước mặt Ngài Cha ơi? Bởi vì cái chết ở dưới âm phủ thì không có sự ngợi khen Ngài Cha ơi. Đúng vậy. Nhưng Ngài đã ban cho chúng con có sự sống để chúng con ngợi khen Ngài. Amen. Xin Ngài thương xót đến chúng con nữa Cha ơi. Amen. Xin Ngài cho chúng con được ở trong nhà của Cha, ngắm xem sự vinh hiển của Ngài và cầu hỏi trong đời. Amen. Của Ngài Cha ơi. Hallelujah. Chúng con khao khát được ở trong nhà của Ngài để ngắm xem sự vinh hiển của Ngài. Hallelujah. Ngợi khen Ngài, tôn vinh Ngài Cha ơi. Cảm ơn Chúa. Ngài con xa hết mọi điều gian ác là lòng của con. Amen. Trong chúng con cũng có sự nhân từ của Ngài, có cảm ơn Chúa. Amen. Hallelujah. Vì Cha đã vô số tội lỗi. Đúng vậy. Bởi vì tình yêu thương của Ngài thì chúng con không phạm tội cùng với Ngài. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Vì Ngài là đấng yêu thương, đã yêu thương chúng con, đã vì chúng con mà phải hạ mình chúng cho đến chết để cứu chuộc chúng con. Ngài đã gánh hết mọi tội lỗi của chúng con, mọi sự sỉ nhục của chúng con, để chúng con Amen. Được trở nên nước của Ngài, để làm được con dân của Ngài. Chúng con cảm tạ cảm ơn Cha nhiều lắm Cha ơi. Cha ơi, xin Ngài cũng mở rộng tấm lòng của chúng con ra, để chúng con cũng có một tấm lòng bao dung, tình yêu thương của Ngài Cha ơi, để chúng con tiếp rước anh chị em chúng con. Chúng con cũng thông công trong tình yêu thương của Ngài đến với Ngài Cha ơi. Amen. Xin Ngài cũng ở cùng với chúng con luôn luôn, gìn giữ chúng con luôn luôn. Xin Ngài gìn giữ lòng và ý tưởng của chúng con ở nơi Ngài. Vì Ngài cũng nói rằng của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi ở đó. Xin Ngài cũng cho chúng con biết rằng của cải chúng con là rất lớn ở trên trời. Ấy là chính Ngài Cha ơi. Bởi vì Ngài cũng luôn cùng với chúng con rằng hãy được điều đầu tiên là chúng con hãy tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài, thì mọi sự Ngài đều ban cho chúng con Cha ơi. Cảm ơn những điều chúng con chưa nghĩ, chưa rờ và lòng chúng con chưa biết đến, nhưng Ngài đã sẵn sẵn cho chúng con. Ngài đã biết chúng con cần gì và muốn gì rồi. Cha ơi, đúng vậy Chúa. Vâng, cảm ơn Ngài. Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời, là Đấng toàn năng. Ngài dò và xét trong lòng và ý tưởng của chúng con. Ngài biết tất cả mọi điều Cha ơi. Chúng con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm, bởi vì Ngài đã cho chúng con sự sống này để môi miệng của chúng con tôn vinh và ngợi khen Cha. Amen. Xin Amen. Ngài cũng thương xót đến chúng con và giúp dấy lên trong chúng con một thần linh ngay thẳng, Amen. Tâm thần mạnh mẽ. Amen. Tâm thần đến tượng nơi Cha, chứ không phải là một tâm Amen. Thần đến tượng thế gian Cha ơi. Bởi vì thế gian và mọi sự ở trong thế gian đều qua đi, nhưng đúng vậy, lời của Ngài thì còn đến đời đời Cha ơi. Amen. Và lời của Ngài thì chính là Ngài. Amen. Và lời của Ngài ở trong lòng chúng con thì hạt giống sẽ sinh sôi về nảy nở. Cảm chúng con Chúa. Cũng lớn lên ở trong Ngài Trời ơi. Amen. Ấy là không phải chúng con nữa mà chính Ngài ở trong chúng con, Ngài ở trong chúng con. Amen. Để chúng con cũng có sự sáng từ nơi Cha, sự sống của Ngài ở trong chúng cảm con. Cảm ơn Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm Trời ơi. Hallelujah. Giờ đây con cũng dâng hết thảy anh chị em chúng con ở trong vòng tay yêu kính của Cha. Cảm xin Chúa. Ngài dẫn dắt tài trị và ban phước hạnh của Ngài trên đời sống của chúng con. Amen. Trời ơi, Hallelujah. Ấy là sự bình an Cha ban cho, yes. Chứ không phải thế gian ban cho chúng con. Cảm ơn Chúa. Và sự đúng bình vậy, an của Cha ban cho chúng con, thì cho dù ở trong giông tố bão bùng thì chúng con vẫn có sự bình Hallelujah. An. Ấy là Ngài hành động ở trong Amen. Chúa. Chúa. Công bình vâng, cảm ơn Chúa. Trong chúng con và đức tin của Hallelujah. Ngài ban cho chúng con, để chúng con trụ lại cho tới ngày cuối cùng. Trời ơi, chúng con Trời cảm xin Ngài thương xót đến chúng con và gìn giữ chúng con luôn luôn. Đừng Amen. Để tới ngày cuối cùng mà chúng con chối danh Ngài Cha ơi. Xin Ngài thương xót chúng con Chúa. Và gìn giữ chúng con ở trong danh thánh của Ngài và trong lời của Ngài. Hallelujah. Và trong đạo của Ngài luôn luôn Cha ơi, để chúng con được lớn lên, để chúng con bởi sữa của Ngài mà chúng con lớn lên trong lời của Ngài Cha ơi. Cảm ơn Cha nhiều lắm. Và xin Ngài cũng ở cùng với chúng con luôn luôn và chúc phước cho chúng con từ bây giờ cho tới ngày chúng con được gặp mặt Cha Cha ơi. Cảm xin ơn Ngài Chúa. Đừng bỏ sót lại một ai trong lòng anh chị em chúng con. Cảm ơn bởi Chúa. Vì chúng con thì đều là những vật thọ tạo của Ngài mà thôi. Phải Chúa. Nhưng bởi sự thương xót của Ngài mà Ngài đã cứu lạy chúng Chúa. Con. Chúng con luôn luôn cần cái sự yêu thương của Ngài, sự thương xót của Ngài Chúa. Cha ơi. Bởi vì chúng con là những vật thọ tạo của Ngài, chúng con luôn luôn yếu đuối, chúng con vất vả,
trên Ngài, chúng ban đức tin của Ngài cho chúng con. Amen. Và sự thỏa lòng của Ngài cho chúng con. Amen. Ngài cũng nói rằng phước hạnh của chúng con lớn nhất ấy là chúng con được thỏa lòng và sự tin kính ở nơi Ngài. Trời ơi, amen. Ở đời, ở thế gian này thì chúng con đã làm Chúa lớn nhất rồi. Trời ơi, chúng con sẽ sống trong tình yêu thương của Ngài, trong ân điển của Ngài. Amen. Và chúng con luôn luôn nhớ vào sự chết của Ngài và chúng con cùng làm theo. Trời ơi, cảm ơn Chúa, cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Và chúng con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu. Amen. Alleluia. Cảm ơn Chúa Giêsu. Alleluia. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em trong hội thánh, ngày hôm nay Chúa lại cho chúng ta có cơ hội để nhóm nhau lại thờ phượng, lời khen, tôn vinh, chúc tụng Ngài. Và Chúa cũng đã biết mỗi tấm lòng của ông bà anh chị em chúng ta là thế nào, là chúng thương xót ban ơn. Vừa rồi qua Thi Thiên 85 thì chúng ta thấy là trong câu 8 thì chúng nói là tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán, vì Ngài sẽ phán bình an cho dân sự và cho người thánh của Ngài, nhưng họ chớ nên trở lại sự ngu dại nữa. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu ở trong Hebrew 12 câu 25 đến câu 29 là chúng ta nghe tiếng phán của Chúa là thế nào, cách nghe tiếng phán của Chúa là thế nào, để làm sao mà chúng ta nghe tiếng phán của Chúa ở đâu, và làm sao trong đây là này nó như thế nào. Và cháu Bin sẽ đọc năm câu kinh thánh này. Đúng rồi, câu 25 đến câu 29. Em hãy giữ chớ từ chối đấng phán của mình, và nếu những kẻ kia cử đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất, còn không tránh khỏi thay, huống chi chúng ta nếu cử đấng truyền lời báo cáo từ trên trời thì càng không tránh khỏi được. Tiếng đấng ấy bây giờ rung động cả đất, hiện nay phán hứa rằng còn một lần nữa ta sẽ chẳng những rung động đất mà thôi, nhưng còn rung động cả trời nữa. Và trong những chữ có một lần nữa rõ ra rằng các ngươi hay bị rung động, vì là những vật đã chịu đựng nên sẽ bị cắt đi, hầu cho những việc những vật không hề rung động được còn lại. Như vậy thì ta đã phán thì ta có phần trong một chút một nước không hay rung động, nên hãy cảm ơn hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài, vì Đức Chúa Trời chúng ta là đáng đám lửa hay thiêu đốt hay thiêu đốt. Amen. Mời ông bà chị em chúng ta cùng thật ý với tôi trong sự cầu nguyện. Chúng con tạ ơn Chúa là Cha hằng nuôi dấu của chúng con trên trời. Chúng con cảm tạ Chúa vì sự nhân từ và sự thương xót của Ngài, mà Chúa cũng đã phán với chúng con qua lời, để rồi chúng con có cái lỗ tai thuộc linh, chúng con được mở ra để chúng con nghe và chúng con hiểu, chúng con trở lại điều này, để được Chúa chữa lành, để được Chúa ban ơn, để được Chúa giúp sức để chúng con được tỉnh thức trong cái thời kỳ tối tăm này. Chúng con biết rằng nếu như chúng con từ chối tiếng của đấng phán ở dưới đất thì làm sao chúng con có thể nghe được tiếng đấng phán từ trời, vì chính Ngài phán với chúng con rằng còn một lần nữa Ngài sẽ làm rung động đất, không những rung động đất
nhưng cũng sẽ rúng động các tầng trời, và các tầng trời sẽ bị rúng động. Tất cả các vật trên trời, dưới đất đều rúng động, nhưng chỉ có ai ở trong Ngài là đấng còn có đời đời, và nước của Ngài là nước không hề rúng động mà còn đến đời đời thì mới còn lại, vì tất cả những vật đã được tạo nên sẽ rung động, tất cả những vật không được Ngài bảo trợ, không được Ngài cất lên trong ngày Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị tiêu hủy, sẽ bị hư nát, sẽ bị chết mất. Chúa ơi, xin Chúa giúp đỡ cho chúng con trong thời giờ này, để rồi chúng con có lỗ tai tâm linh được mở ra. Thì nếu như Ngài cũng mở lời của Ngài thì chúng con không biết ý muốn của Ngài là gì, và chúng con cũng không biết nghe thế nào và làm theo ra sao. Chúa ơi, chúng con đến với lời của Ngài thật tin sợ. Xin Chúa Thánh Linh là thần lẽ thật, là đấng yên ủi, là thần lại sức, là giáo sư lớn sẽ đến mở lời của Ngài. Amen. Sức giàu trên lời của Ngài và sức giàu trên tôi tới hèn mọn của Ngài. Càng rồi những lời mà chúng con nói ra đều tôn cao sự vinh hiển, tôn trọng, quyền phép về nơi Chúa. Amen. Là đấng có một. Amen. Từ bây giờ cho đến đời đời vô cùng. Amen. Xin Chúa cũng khấn việc con lại khi chúng con nói lời không phải theo ý muốn của Chúa. Để rồi lời Chúa được tôn cao hơn cả danh tiếng của Ngài. Và danh Ngài sẽ được vinh hiển ở trên đất. Và chúng con sẽ nhận lấy lời đó là lời trồng trong lòng của chúng con, để có thể cứu rỗi được linh hồn của chúng con cho đến ngày của Chúa Giêsu Christ. Chúng con cảm ơn Ngài. Amen. Xin Chúa được vinh hiển qua đời sống của chúng con, để các thầy ông bà anh chị chúng con có một đời sống tôn vinh thờ phượng ngợi khen Ngài. Để rồi cho đến ngày của Chúa Giêsu Christ chúng con không hổ thẹn, chúng con không được quăng ra, nhưng hết thảy đều được cất lên, được giữ việc cưới trên con, và chúng con nghe được tiếng của thiên sứ lớn, tiếng kèn lớn, tiếng của Đức Chúa Trời, để chúng con đã chết rồi nhưng sẽ được sống lại. Để rồi chúng con được thờ phượng Chúa, cảm ơn khen tôn vinh chúc của Ngài, theo ý muốn của Ngài. Amen. Chúng con cảm tạ Ngài. Chúng con dâng hết thảy mọi sự trong tay quyền năng của Chúa, và chúng con tập trung trong sự cầu nguyện trong danh thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thế thì ở đây trong thư Hebrew thì chúng ta biết là điều mà Chúa phán với con dân của Ngài, Chúa phán với lại những người ở trong hội thánh của Ngài, chứ không phải Chúa phán với dân ngoại. Vì dân ngoại họ không biết Chúa là thế nào, và họ cũng không nhận lãnh được thần linh của Ngài, cho nên họ không nghe được tiếng của Ngài, đúng không ạ? Đấy, như ở trong Tin Lành Giăng chương 14 ấy, thì Chúa cũng nói là thế gian không thể nhận lãnh được Ngài, không thể nhận lãnh được, và cũng không biết Ngài. Nhưng mà chúng ta biết Ngài. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi theo Ngài mà chúng ta không biết Ngài thì quả thật là chúng ta cũng giống như là gì? Dân ngoại. Thế gian thì không biết. Ở đây chúng ta sẽ xem Tin Lành Giăng đoạn 14. Tin Lành Giăng đoạn 14 từ câu 15. Cho đến câu 18, 19. Chúng ta sẽ xem Tin Lành Giăng đoạn 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5 câu. Chúng ta sẽ cùng đọc. Nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài,
vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Amen. 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 Thế ở đây thì Chúa Amen. Nói là nếu mà chúng ta yêu mến Chúa thì sẽ giữ gìn các điều răn của Chúa. Mà các điều răn của Chúa thì chúng ta biết là nó không có nặng nề, đúng không ạ? Chúa nói ở trong thư thứ nhất Giăng ấy, các điều răn của Chúa đã phán rồi, không có cái gì. Mà cái điều răn cốt lõi là gì? Chúng ta yêu thương nhau. Chúng ta yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Đó là cái điều răn mà Chúa phán ở trong thư thứ nhất Giăng. Chúng ta bày tỏ cho chúng ta điều này. Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Như vậy là có phải có một Chúa khác không? Có phải có một Chúa khác không? Nhưng mà là gì? Chính là Thần Linh. Ngài trở lại không còn ở trong xác thịt nữa, mà Ngài trở lại là Thần Linh. Tức là Thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được. Thế gian không nhận lãnh được Thần này, đúng không ạ? Vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Câu 18 thì chúng ta thấy, ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Tức là Ngài sẽ ở trong môn đồ của Ngài và trong dân sự của Ngài. Thế chỉ có một Thần này thôi, đúng không ạ? Chỉ có một Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Thế thì chúng ta biết là thời chúng ta đang sống đây là thời của Đức Thánh Linh đang hành động, thời ân điển, đúng không ạ? Thời ân điển, thời Đức Thánh Linh đang hành động. Thế thì bây giờ coi như là Đức Thánh Linh hành động, Đức Thánh Linh phán, tức là Đức Chúa Trời phán. Thế Ngài vẫn phán, đúng không ạ? Nhưng mà Ngài phán qua, nếu như chúng ta không nhận lãnh được Đức Thánh Linh thì chúng ta không biết được Ngài phán cái điều gì, và cũng không biết được cái người mà Chúa sai đến để phán cho chúng ta điều gì, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta không có Đức Thánh Linh, chúng ta có nghe được không? Không, không nghe được. Amen. Cũng giống như thế gian thôi. Đấy. Ngay như các môn đồ Chúa khi mà đi theo Chúa Giêsu ở trong Tin Lành Giăng đoạn 6 thì chúng ta thấy là câu 62 ấy, khi mà Chúa trước đó thì Chúa nói từ câu 53 trở đi thì Chúa nói là ai ăn thịt ta, uống huyết ta thì có sự sống đời đời. Và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau đó. Và Chúa phán là nếu mà không ăn thịt con người và uống huyết của con người thì không có sự sống. Các môn đồ mới nói là lời này thật khó, ai có thể nghe được. Vậy lúc đó là các môn đồ chưa nhận lãnh được Đức Thánh Linh, vẫn chỉ suy nghĩ theo xác xác thịt. Có ai lại ăn thịt người với uống huyết người như này thì thành đó là cái gì? Tức là chỉ có quỷ hoặc là thú dữ thì nó mới ăn thịt uống huyết. Cho nên là sau đó thì các môn đồ lui đi, bởi vì bao nhiêu môn đồ là lui đi hết, chỉ còn lại 12 sứ đồ. Chúa mới quay lại mới hỏi các sứ đồ mà thế các người cũng muốn lui đi chăng? Thì chỉ có Phi-e-rơ nói là chúng tôi đi theo ai, chúng tôi đã đi theo ai, chỉ có Ngài thôi mới có lời ban cho sự sống. Như vậy thì để chúng ta thấy được rằng nếu như chúng ta là con người xác thịt thì cũng giống như là các môn đồ lúc trước khi chưa được nhận lãnh Đức Thánh Linh thì nghe cũng hiểu theo xác thịt và không nghe được tiếng của Chúa phán. Thế ngày hôm nay Chúa nói với chúng ta như thế này: anh em hãy giữ, chớ từ chối đấng phán cùng mình, vì nếu những kẻ kia đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất còn không tránh khỏi thay, cũng chi chúng ta nếu cự đấng truyền lời báo cáo từ trên trời thì càng không tránh khỏi. Thế thì chúng ta biết là khi mà Môi-se đến, Chúa sai Môi-se đến thì qua Môi-se phán với dân sự dưới đất. Tại vì sao người ta không nghe được tiếng của đấng phán từ trời? Tại vì họ không thể nghe được. Nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta trở lại xuất Ê-díp-tô ký đoạn 19 ấy, thì khi mà coi như là Đức Chúa Trời phán thì coi như là núi rung động, đúng không? Đất núi coi như là rung động, rồi coi như là khói mù mịt lên. Đó. Rồi coi như là kinh khủng lắm, rất là kinh khủng, và người ta không thể nào đến gần được. Đây thì trước cái đoạn này thì chúng ta thấy là sứ đồ
thánh của Chúa là Phaolô cũng đã nói trước. Tức là câu 18 ấy thì nói là anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng hoặc tối tăm hoặc âm ế hoặc gió dữ hoặc tiếng loa thổi vang hoặc tiếng nói kinh khiếp đến độ ai nghe đến điều này xin đừng nói với mình nữa. Rất là kinh khủng sợ, tại vì đây là cái điều mà Chúa ban luật pháp và người ta muốn là chúng tôi làm theo mọi lời mà Chúa sẽ phán bảo chúng tôi. Nhưng mà quả thật là khi mà Chúa dùng những cái hình ảnh đó Chúa phán thì người ta không thể nào nghe được và rất là sợ, đúng không? Thì họ không chịu nổi lời phán này, dẫu loài thú vật tới gần núi này cũng sẽ bị ném đá. Lại cảnh tượng đó rất là kinh khiếp đến nỗi Môi-se nói rằng ta thật sợ sệt và run rẩy cả người. Thế thì nếu như mà chúng ta nghe cái tiếng đống phán từ trời cái lúc mà giai đoạn Môi-se dẫn dân sự ngài đấy mà Chúa truyền cái điều răn và luật pháp của ngài thì chúng ta thấy là dân sự không thể nào mà nghe nổi, không thể nào nghe nổi, bởi vì rất là kinh khiếp, rất là sợ hãi. Đấy. Bây giờ mà Chúa dùng sấm sét Chúa phán thì người ta nghe giống như là sấm sét thôi. Như ở trong Tin Lành Giăng đoạn 8 thì đoạn 12 thì khi mà Chúa phán ấy thì Chúa cầu nguyện, Chúa phán ấy thì bắt đầu là người ta bảo đây là tiếng sấm. Người ta không nghe được. Cho nên là Chúa phải phán qua gì? Qua tôi tớ của mình. Đấy là cái người ở dưới đất. Thế bây giờ mà coi như là Chúa bảo là anh em hãy giữ chớ từ chối đấng phán của mình. Vì nếu những kẻ kia cự đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất còn không tránh khỏi thay, tức là bị hủy diệt, bị chết mất. Thế bây giờ làm sao mà chúng ta biết được coi như là người nào là người mà coi như là Chúa sai đến để phán cho chúng ta? Nếu như mà không phải bởi thánh linh của Chúa chúng ta có biết được không? Đấy, như hôm Chủ nhật thì chúng ta cũng đã thờ phượng Chúa rồi, chúng ta xem mà xuất hiện giúp cực ký đoạn 21 rồi. Tức là những người mà Chúa đã dùi tai rồi, đã đồng ý coi như là đi sống chết với lại coi như là cái tôi mọi làm tôi mọi của ma quỷ rồi. Không cần nghe đến cái điều mà Chúa phán cho mình nữa. Bây giờ Chúa dùng người của Chúa đến để mà nói lời của Ngài để mà cảnh tỉnh chúng ta, tỉnh thức chúng ta. Nhưng mà chúng ta lại bị coi như là dùi tai rồi, bịt tai lại không nghe. Như hai Timôthê thì chúng ta thấy là những người như thế thì họ bịt tai không nghe nữa. Đây này, chúng ta sẽ xem hai Timôthê đoạn 4 thì chúng ta thấy này, Chúa sai những người của ngài đến nhưng mà coi chừng chúng ta sẽ không nghe được cái điều này, bởi vì sao? Chúng ta đã bịt tai mà xoay về cái chuyện huyễn của thế gian này, thích cái điều êm tai của thế gian chứ không muốn nghe lẽ thật của Chúa, đúng không? Hai Timôthê, thứ hai Timôthê đoạn 4. Chúng ta sẽ đọc câu 3 và câu 4, đoạn 4, câu 3 và câu 4. Chúng ta sẽ cùng đọc hai câu. Hai Timôthê đoạn 4, câu 3 và câu 4. Đây là nói cho con cái Chúa nha, chứ không phải là nói cho dân ngoại đâu. Đúng không? Chúng ta sẽ cùng đọc. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Amen. Thế thì cái thời đó là thời nào? Chính là thời này, chính là thời này. Người ta bịt tai không nghe lẽ thật, không chịu nghe đạo lành nữa, nhưng mà họ nghe ham nghe những lời êm tai theo tư dục, rồi nhóm họp các giáo sư giả xung quanh mình là gì, để nghe những chuyện huyễn, đúng không ạ? Đấy, nghe những cái lời chuyện huyễn thôi. Thế bây giờ nghe lời Chúa thì coi như là không nghe được, coi như là ma quỷ nó bịt tai chúng ta lại, rồi nó làm cho chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta buồn ngủ, chúng ta không tỉnh. Tại vì sao? Bây giờ người ta chỉ xu hướng về cái thế gian này thôi,
chỉ xu hướng về thế gian này thôi, chứ còn không chú tâm về nước thiên đàng, cho nên họ không nghe được tiếng của chú Pháp là thế nào. Đúng không ạ? Đây là một cái điều mà nó thực tế. Cho nên là đây Phaolô nói với chúng ta là anh em hãy giữ, chớ từ chối đấng phán của mình. Để nếu những kẻ kia tự đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất còn không tránh khỏi thay, cũng chi chúng ta nếu tự đấng truyền lời báo cáo từ trên trời thì càng không tránh khỏi được. Không thể nào tránh khỏi được cái sự phán xét là lửa hừng thiêu đốt, là sẽ bị hư mất. Nếu như mà người ta chỉ xu hướng về cái đời sống ở thế gian này thì rồi chúng ta sẽ xem, chúng ta mở lại Hebrew 12 câu 26 thì nói như thế này: tiếng đấng ấy bây giờ rúng động cả đất, hiện nay phán hứa rằng còn một lần nữa ta sẽ chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. Chúa sẽ làm cho coi như là bầu trời này coi như là rúng động. Mà trong Khải Huyền coi như là hay là Ma-thi-ơ 24 ấy, thì chúng ta thấy là Chúa nói cho chúng ta biết là Chúa sẽ làm rúng động trời này. Chúa sẽ làm rúng động trời này. Mà tiên tri của Chúa cũng đã đến để cảnh tỉnh cho chúng ta rồi. Chúa nói là gì? Coi như là tất cả các cái ngôi sao sẽ va đập vào nhau như là người ta rung một cây cây sung, cây vả. Đúng không? Thấy chưa? Chúng ta sẽ mở coi như là Ma-thi-ơ 24 này. Trước khi Chúa đến nó sẽ có những cái hiện tượng này, nhưng mà nếu mà chúng ta là những người mà được Chúa cất lên thì chúng ta sẽ không thấy cái điều này, nhưng mà chúng ta phải nghe được tiếng Chúa. Ma-thi-ơ 24 câu 29 Ma-thi-ơ 24 câu 29 Chúa đã báo trước, cảnh báo trước, và điều này cũng đã được chép vào trong sách tiên tri để chúng ta thấy được cái điều này. Ma-thi-ơ 24 câu 29 Chúa sẽ làm rúng động trước khi Chúa đến. Chúa sẽ làm cái điều này. Chúng ta sẽ cùng đọc câu 29 này. Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, và các ngôi sao từ trên trời xa xuống, và thế lực của các tầng trời rúng động. Đây là điều mà nó sẽ xảy ra. Chúa nói thế thì Chúa nói là còn một lần nữa ta sẽ làm cho cả đất rúng động. Không những là đất rúng động nhưng mà gì, cả các tầng trời cũng rúng động. Các tầng trời cũng rúng động. Và điều này nó sẽ xảy ra. Tiên tri của Chúa chúng ta nói trước, Chúa cho hai cái lần khải thị. Và ông tiên tri Auer nói ngày 27 tháng 9 năm 2005 và ngày 8 tháng 2 năm 2017 vừa rồi đây, là hai lần chúng ta thấy là thế gian này bị coi như là chiến tranh hạt nhân, mà từ xuất phát từ Iran, coi cả một thế giới này coi như là rung bởi lửa chiến tranh hạt nhân, nó bắn xuống. Thế thì là và rồi coi như là gì, sẽ rúng động cả trời nữa, là các ngôi sao sẽ va đập vào nhau, rồi coi như là trời đất sẽ tối tăm rung chuyển. Nhưng mà trước khi đó thì ra hội thánh của Chúa sẽ được cất lên trước và sẽ không nhìn thấy điều này. Thế đây là điều mà Chúa nói là Chúa sẽ làm rúng động cả đất, nhưng mà gì, Chúa sẽ làm rúng động cả trời. Amen. Cả trời nữa nha, chứ không phải là đất không. Như vậy thì bây giờ người ta bảo là ồ thế nếu mà chiến tranh mà đến ở trên đất này thì bây giờ người ta đã có sao tìm tới sao Kim, sao Hỏa, mặt trăng, mặt trời, và coi như là có một cái trái hành tinh coi như là giống như là trái đất này, và người ta sẽ chuyển người đến đấy ở thì tránh khỏi cái chiến tranh hạt nhân ở dưới đất này. Họ có tránh được không? Chúa làm rung động cả trời, chứ không phải là rung động trên đất này mà thôi, không có ở dưới đất này thì chạy đi. Bây giờ coi như là bên Nga họ làm hầm trú ẩn cho 40 triệu người coi như là tránh bom hạt nhân nguyên tử, nhưng mà có tránh được không?
Chúa làm rúng động cả đất bàn. Như vậy thì những cái thứ mà chúng ta thấy được đây, chúng ta nhìn được, nghe được, ngửi được, nếm được, nhận biết được theo năm cái giác quan của xác thịt, nó sẽ bị gì? Rúng động. Đúng không? Rúng động. Nó rúng động. Và Ngài sẽ thành lập trời mới đất mới. Chỉ có những người nào ở trong vương quốc của Ngài, chỉ có vương quốc của Ngài mới không rúng động mà thôi. Tức là có Chúa ở trong đó. Đúng không? Thì nha, chúng ta sẽ xem hai phía rơ đoạn 3. Chúng ta thấy sẽ rung động nha. Thế gian này sẽ coi như là dùng cho lửa, và tất cả những cái vật mà Chúa dựng nên nó sẽ phải tiêu tán đi. Đấy. Tất cả đều tan chảy, và Chúa sẽ dựng nên trời mới đất mới. Thế thì chỉ những người ở trong Chúa có thánh linh của Ngài, tức là cái sự không rúng động, đó là nước thiên đàng. Như chúng ta vừa rồi cũng chủ nhật cũng nói là nước thiên đàng không phải ở đây hề đó, đúng không? Mà nước thiên đàng ở trong các ngươi. Nước thiên đàng không phải là ở đây hề đó, mà nước thiên đàng ở trong lòng các ngươi. Đó là đức thánh, thánh linh là chính Ngài, đúng không? Thì chúng ta mới không rúng động, và chỉ có cái điều đó thôi. Trời đất đi nha. Chúng ta sẽ xem hai phía rơ đoạn 3 từ câu 4 đây. Câu 3 trở đi. Để chúng ta sẽ thấy họ cứ giễu cợt, họ cứ nhạo báng, họ cứ xem thường, không nghe lời, không tin. Chúa dùng các tôn tớ của Ngài để phán. Họ cứ sống theo cái cách xác thịt của mình. Chúng ta sẽ xem. Chúng ta sẽ đọc từ câu 3 trở đi. Trở đến câu 13. Trước hết phải biết rằng trong những ngày sau rốt sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt ở theo tình dục riêng của mình, đến mà nói rằng chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu. Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế. Chúng nó có ý quên lửng đi rằng buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước. Thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bấy giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, là để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều an ăn. Song nghe ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Trong khi chờ đợi trông mong cho ngày của Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị tiêu mà tan chảy đi. Và theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Amen. Thế thì chúng ta thấy là tất cả đất và trời, các bầu trời đều bị đốt mà tiêu tán. Để Chúa thành lập một trời mới đất mới. Thế thì chỉ những ai có thánh linh của Chúa nghe được tiếng Chúa phán, giữ cái đời sống ăn năn những cái điều mà mình sống bậy bạ đây, mình sống coi như là ham muốn thế gian này đi, để chúng ta trông mong cái trời mới đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Chứ còn cái thế giới ở trái đất này và cả các bầu trời đều gì? Bị lửa đốt mà tiêu tán.
đừng có nghĩ rằng coi như là khoa học hoặc là bây giờ chúng tôi lên sao kim sao hỏa rồi coi như là có tiền rồi coi như là mua đất ở trên mặt trăng rồi lên đấy mà sống được, chán thôi. Nếu mà chúng ta căn cứ vào lời của Chúa thì cái tiền khôn ngoan của con người chỉ có chết thôi, đúng không? Không có ý gì hết. Đấy. Thế thì người ta sẽ lừa dối, người ta sẽ không nghe lời. Để rồi coi như là trong Hebrew chương 12 này tôi nói rất rõ, đúng không? Tôi nói là gì? Còn một lần nữa kiếm phán này, bây giờ rúng động cả đất và hiện nay phán rằng còn một lần nữa ta sẽ chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. Và trong những chữ còn một lần nữa tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động vì là những vật đã chịu dựng nên sẽ bị cướp đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại. Thế thì bây giờ cái vật nào là vật mà không chịu dựng nên? Cái vật nào là vật không rúng động? Đấy, chúng ta phải suy nghĩ. Thế còn mấy cái thứ ở thế gian này nó chả là cái gì? Thứ là vật dựng nên này, các tầng trời, các ngôi sao phải rúng động, phải tiêu tán, đốt, phải cháy hết. Bây giờ chạy lối nào? Nhưng nói là chiến tranh hạt nhân ở dưới này bỏ thì coi như là chạy lên ngôi, các cái ngôi sao khác như sao kim, sao hỏa, sao thổ. Nhưng mà có ít gì đâu. Đấy không? Thế thì chỉ có Đức Chúa Trời là đấng có từ ban đầu và kết thúc. Thế thì sự sống ở trong Ngài, như vừa rồi chúng ta đọc ở Tin Lành Giăng đoạn 14, đúng không? Ngài sẽ ban cho chúng ta đấng gì? Đức Thánh Linh là đấng yên ngủ ở trong lòng chúng ta. Mà nếu như chúng ta có Ngài thì Ngài sống thì chúng ta cũng sống. Chỉ có thế. Không có cách nào để chúng ta thoát được cái sự hủy phá, hủy diệt của Chúa. Đúng không ạ? Không có cách nào hết. Như vậy thì chúng ta có phần trong một nước không ai rúng động. Chỉ có nước của thiên đàng là nước Chúa dựng nên và Chúa bảo vệ, Chúa duy trì. Nên hãy cảm ơn hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc đốt trời một cách đẹp lòng này. Bây giờ chúng ta xu hướng về thế gian hay chúng ta xu hướng về cái sự sống đời đó? Vì cái thời gian này rất là gần rồi. Chúa báo cho chúng ta biết là rất là gần rồi, rất là gần, không còn bao lâu nữa. Nhưng mà người ta còn toan tính những cái công việc rất là xa, coi như là chương trình hàng vài chục năm, nhưng mà không biết gì trước mặt Chúa. Đây là điều mà Chúa cảnh tỉnh cho chúng ta biết, đúng không? Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Thế thì nếu mà xa vào tay Chúa thì kinh khủng lắm. Bây giờ không nghe được tiếng của đấng phán ở dưới đất, Chúa dùng tôi tớ của Ngài nói mà chúng ta không nghe. Chúng ta xu hướng về thế gian này, nghe chuyện viễn êm tai, để rồi chúng ta bị hư mất. Thì chúng ta thấy kinh khủng không? Đến cái ngày đó không phải là chuyện đùa của chúng ta đâu. Bởi vậy cho nên là đây là một điều mà Chúa cũng nhắc ở Thi Thiên 85 câu 8 ấy. Rồi, chúng ta biết rồi, đúng không? Amen. Chúng tôi sẽ nghe lời của Đức Giê-hô-va phán, đúng không? Amen. Chúng tôi sẽ nghe lời của Đức Giê-hô-va phán. Và gì nữa? Chúng tôi sẽ nghe lời của Đức Giê-hô-va phán. Để chúng ta thấy được rằng này, tôi sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán, vì Ngài sẽ phán bình an cho dân sự và cho người thánh của Ngài, nhưng họ chớ nên trở lại sự ngu dại nữa. Đây là điều mà Chúa nhắc nhở chúng ta trong tối hôm nay. Xin lời này sẽ đi vào trong chính bản thân tôi và ông bà chị chúng ta, để chúng ta suy gẫm lại cái đời sống của mình, suy gẫm lại những cái mà chúng ta toan tính, chúng ta đầu tư, chúng ta nghe để biết Chúa phán với chúng ta. Hallelujah. Amen. 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 Amen.